Yeah, chúng ta sẽ làm cái khung tên bản vẽ, chúng ta sẽ vào view này. Đây, vào view. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây nó có mục, ở đây là mục sheet. Mọi người nhìn thấy mục sheet này chưa? Ta kích vào sheet này thì nó sẽ có, ở đây là new sheet thì nó sẽ có cái bản A1 là bản basic. Còn nếu chúng ta muốn load family thì chúng ta sẽ vào cái family ở trong đây. Nếu ở đây chưa có thì chúng ta sẽ load vào thôi. Bản tôi đây chọn này, load family. Thì cái phần family nó sẽ nằm ở trong cái mục ở đây là mục annotation. À đâu? Mục family nó sẽ nằm ở phía dưới này. Đó là phía mục type block. Thì trong type block này nó có các cái khung này. Thì đây nó đang là khung có in. Ví dụ tôi chọn đây một cái khổ giấy này, tôi chọn này. Tôi load into project và dự án. Thì các bạn sẽ thấy đây, tôi muốn tạo thì tôi vào view này, sheet này, thì mọi người nhìn thấy khổ giấy B11 nhân 17 đúng không? Parental này. Ok. Thì các bạn load vào đây thì các bạn sẽ thấy đây, trong mục sheet này nó sẽ có là mục là A101 và thằng này là unnamed, là chưa có, ví dụ như là chưa có tên chẳng hạn, unnamed. Thì bây giờ tôi muốn kiểm tra cái kích thước, đầu tiên tôi phải sửa cái family của cái khung tên này trước. Thế chọn vào khung tên này. Các bạn edit này, family này. Thì đây là khung tên thì các bạn dùng lệnh dim này, di này, các bạn dim thì các bạn sẽ biết ở đây. Đây hệ đang hệ là đơn vị in, cho dùng unit này. Các bạn có thể chuyển đổi cái đơn vị này hoặc nếu mà có sẵn rồi thì thôi. Chiều dài đây, tôi chọn đây là gì? Mm. Ok. Thì ở đây nó là 432. Tôi dim chiều rộng này. Dưới đây đây. Các bạn sẽ thấy đây là gì? 279. Đúng không? Thì kích thước này nó sẽ là bao nhiêu? Cái này là 210 đúng không? Và này là 420. Đây là 297 nhé. 297, 420. Này nhảy đúng không? 297 và 420. Ok, thì kích thước này rồi. Thì khi mình đã có cái kích thước chính xác này rồi thì mình sẽ chọn đây, ví dụ như chỗ này nó sẽ là 5 chẳng hạn. Cái khung bo viền ấy. Đó, thì các bạn có thể chọn kéo ở trong đây thì nó có số ở đây là 5. Đó. Thì đây là tất cả các khung bo viền, chọn này. Mình chọn đây là 5. Đó. Còn ở đây nó sẽ là chọn đây, ví dụ các bạn chọn đây nó sẽ là bao nhiêu? Ví dụ như cái gáy này là 20 chẳng hạn. Đúng không? Thì còn ở đây nó sẽ có là cái gì? Cái logo ấy. Logo công ty ấy là cái gì ấy? Chúng ta có thể chọn ở đây, có thể thay thế ở đây được. Thoải mái tùy chúng ta. Chúng ta chọn đây là 2 chẳng hạn. Đó. Thì các bạn có thể là chọn ở đây, đây nó là khung tên ở trong khung tên chẳng hạn. Tùy. Chúng ta muốn cho một cái ảnh ở đây, chúng ta sẽ vào insert này. Import ảnh này. Ví dụ tôi lấy một cái ảnh logo của công ty này. Tôi chọn đây. Open. Này. Thì các bạn sẽ thấy đây là logo công ty. Tôi chọn đây. Các bạn có thể để một góc này là tùy theo các bạn cách thức các bạn. Còn đây các bạn sẽ chọn đây, còn text ở đây các bạn chọn đây. Thì text nó ở đây ấy, các bạn có thể là chọn một cỡ text mà theo các bạn mong muốn. Thì các bạn chọn đây, các bạn có thể edit type này, duplicate. Thì thường với cái khổ giấy A3 ấy thì text chúng ta để ở trong khung tên bản vẽ nó rơi vào tầm khoảng 1.8 nhưng hoặc 1.5, nó nhỏ thôi. Còn đâu text ở ghi chú thì nó rơi vào tầm khoảng 2.0. Thì tôi chọn ở đây là 1.5 hoặc là 1.8 chẳng hạn. Ok. Thì cách đặt tên của tôi ở đây, tôi cũng sẽ đặt tên ở đây, ví dụ như là text này, t này, 0.8 này, à 1.8 này. Nha. Các bạn để chọn được phông chữ nào thì tùy các bạn nhé. Còn các bạn để không này, Arial này. Đấy. 1.8 tôi làm đơn giản nhé. Thì các bạn chọn cho tôi ở đây. Thì cái text size đây nó sẽ bao nhiêu? 1.8 này. Đấy. Nha. Cỡ chữ đây nó ví dụ width filter là dẹt là 0.8 là dẹt này. Đấy, đây là chữ này là chữ đậm này. Đúng không? Chữ đậm này. Còn nếu mà các bạn muốn mà chữ nó italic nghiêng này. Và đây là under là gì? Gạch chân. Mấy cái này thì nó đơn giản rồi. Ok. Này, ok. Đó, thì mình chọn đây các bạn có thể đánh tên đây. Trang web hoặc các bạn có thể đánh tên công ty hay như nào tùy các bạn.
Thì đây là một loại text là 1.8, mình có thể copy ra. Loại text thứ hai chọn đây, edit file, duplicate. Các bạn chọn cỡ text ở đây ví dụ như là 2.0 chẳng hạn. Ok. Nếu mà các bạn muốn nó đậm thì các bạn chỉnh sau. Ở đây tôi chọn đây là 2.0. Ok. Thì cỡ chữ nó to hơn không? Chọn đây ví dụ như là các bạn muốn mà cỡ chữ nó đậm hơn nữa chẳng hạn. Đậm chọn đây, edit file, duplicate. Ví dụ như là chữ 2.0 này nó đậm chẳng hạn. Tôi cho cái là bold đây. Ok thì bạn hãy tích vào đây. Ok. Đúng không? Thì các cỡ chữ này có thể là modify được. Tôi có thể sửa tên ở đây ví dụ như là ghi đây là công ty for group chẳng hạn. Ok. Ví dụ như này, các bạn để co kéo này. Các bạn để căn chỉnh ở giữa này. Đúng không? Đây, tùy. Đó. Thì tùy cách mà các bạn căn chỉnh, ví dụ như chọn đây các bạn có thể đặt lên trên này. Thì những cái này nó chỉ là dạng text, nó giống như block của trong trong CAD của chúng ta ấy. Mọi người hiểu như tôi nhỉ? Còn nếu bạn kéo hết này thì nó sẽ dài hết ra như này. Các bạn căn ở mép đầu đấy thì nó sẽ như này. Thấy không? Hoặc chúng ta căn center thì nó sẽ ở giữa như này. Đấy. Tùy. Còn ở dưới này các bạn sẽ ghi là địa chỉ hay là cái gì đấy thì tùy mọi người. Thì mọi người sẽ dùng cỡ chữ nó là lên 2.0, markup MA này, MA thì đây là 1.8. Đúng không? Ví dụ tôi chọn đây chẳng hạn. VK chẳng hạn. Point group chẳng hạn. .vn chẳng hạn. Đó. Đại loại như thế, địa chỉ thì các bạn sẽ cũng thể ghi ở xuống dưới chẳng hạn. Cách xuống dưới tầng 6 chẳng hạn. Tòa nhà Phát phim Việt Nam chẳng hạn. 19 Nguyễn Trãi. Đấy. Đấy. Ví dụ như vậy, đúng không? Chỗ này chúng ta có thể co kéo vào đây. Đấy. Thì ở chỗ này nó sẽ đang có, ví dụ như chọn toàn bộ cái này. Có thể move vào đây. Thoải mái. Thì các bạn sẽ thấy đây là client, nghĩa là gì? Là tên khách hàng đúng không? Là client thì ở đây nó đang ở label. Label nó nghĩa là cái tên này là sau này nó sẽ nhập cho từng bản vẽ. Chúng ta có thể sửa tên đây hoặc edit này, chúng ta có thể sửa sơ bộ ở đây, ví dụ như là tôi chọn ở đây là tên khách hàng. Ok. Ví dụ như load into project các bạn vào dự án này, các bạn sẽ thấy là tên này nó thay đổi và bây giờ tên khách hàng chúng ta phải nhập vào đây đúng không? Thì trước cái này thì mình phải có một ghi chú ở đây là tên khách hàng. Thì ta click được đây, thì các bạn có thể chọn một cỡ chữ ở đây. Ví dụ như cỡ chữ 2.0 này, copy này. Đây là 1.8 này. Ok. Tôi ghi đây là tên khách hàng. Đóng lốc này. Đây là chủ đầu tư đi. Nha, còn cái khung tên này mà là để làm chuẩn chỉ hệ thống cho một công ty nó cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Nha, không hề đơn giản đâu. Tên khách hàng này các bạn có thể edit này. Các bạn có thể rename. Các bạn chọn cho tôi đây cỡ chữ là T của nó là bao nhiêu? 3.0 ạ. Ok, các bạn chọn đây 3.0, đây 0.8, ok. Khi các bạn review, các bạn sửa, các bạn sẽ thấy tên khách hàng này. Tên khách hàng tôi không nhất thiết cần phải dài như thế. Đây. Tên khách hàng ở đây, các bạn để chọn đây, các bạn để thử cái tên ở đây, là Nguyễn Văn A này. Bạn thấy không? Còn đây là project có nghĩa là gì? Là tên dự án. Chỗ này các bạn có thể chọn đây, các bạn có thể vẽ bằng grid này, line này. Line thì các bạn chọn đây là try block này. Các bạn ngăn ra đây. Này. Thì đây, tên chủ đầu tư này. Nó có thể có địa chỉ của chủ đầu tư rồi các thứ ở dưới thì chúng ta thể thêm. Còn đây là tên dự án này. Đúng không? Đây là để nguyên này, tên dự án này. Còn đây là cái phần index, là cái phần mà sửa. Ví dụ như là sau này mà chúng ta sửa cái gì ấy thì nó sẽ nhảy ở đây. Còn đây là sheet number. Sheet number, sheet name, sheet name đây là tên bản vẽ. Tên bản vẽ này thì edit file, duplicate. Tôi thường để cái tên này là T là 4.0. Đậm T này. Ok. Thì các bạn chọn đây là 4.0. Đậm này. Đây là 0.8 này.
Thì đây là tên số hiệu bản vẽ, còn đây là project number là gì? Mã số dự án, mình xóa đi. Nha. Mã dự án đấy. Date thì là ngày tháng năm, còn draw by đây là gì? Người vẽ đúng không? Còn đây là gì? Kiểm tra. Ok, còn nếu mà các bạn muốn sửa đây thì đây nó sẽ là scale, là tỷ lệ. Nha. Còn đây là số hiệu bản vẽ thì tôi đang giữ nguyên. Số hiệu bản vẽ giữ nguyên. Còn đây, các cái kích thước này tôi sẽ cho gọn nó vào đây thôi. Đấy, còn cái chỗ này là thời gian xuất bản vẽ theo ngày thực ấy. Là bao giờ, mấy giờ. Còn nếu mà chúng ta muốn thêm ở đây, ví dụ như là chức năng của giám đốc hay là cái gì đấy, thì mình có thể thêm ở mục ở đây cũng được. Đây này, tôi cứ copy ở đây. Ví dụ cái này, mã số này không chuẩn nữa, tôi cũng MA mắc chốt này. Ừ. Hoặc là chọn đây này. Edit twice, mình rename đi. Mình chọn ở đây là T. Hoặc là mình sẽ chọn hết toàn bộ cái này. Chọn này. Select. In view. Câu này đưa nó về T bao nhiêu? T1.8 này. Các phần này mình cũng đưa nó về T3.0, T1.8 chẳng hạn. Edit file, duplicate này. Mình chọn đây là T, cái này là thuộc label. Ok. Đấy thì những cái chỗ này thì các bạn có thể là co kéo, hay là các bạn có thể create tạo đường line ở đây tùy các bạn. Đúng không? Còn ở đây các bạn cũng có thể chia ra, ví dụ như là đấy, chủ trì rồi giám đốc hay là cái gì thì các bạn chọn này, copy này. Các bạn có thể chọn đây là gì? Giám đốc chẳng hạn. Này. Bốn này chia đều nhau thì các bạn làm sao? EQ thôi. EQ. Đấy. Tôi chọn đây nó là sẽ là gì? Chủ nhiệm dự án này thì tôi là chủ trì thôi. Chủ trì bộ môn, hoặc mình muốn thêm cái gì thì mình copy vào thôi. Còn nó ghi đây là thiết kế chẳng hạn. Đó. Thì tên ở dưới này thì các bạn có thể copy xuống. Đấy. Đấy. Bên này là để chữ ký chẳng hạn, thì mình có thể thêm được nhiều thì do mình thôi. Chữ ký đây, chọn này là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C chẳng hạn, Nguyễn Văn D này. Đấy, thì cái này là nếu mà tên cứng thì mình chọn, hoặc mình có thể add label này sau. Thì đây mình đúng khổ rồi, mình load into project vào dự án đây. Thì mọi người sẽ thấy cái khổ giấy của mình đây, nghĩa là văn đen C, mã số dự án, mình là ngày bao nhiêu, người vẽ là ai, mình có thể kiểm tra là ai. Tỷ lệ thì mình chưa đưa bản vẽ, cái này nó xuất bản vẽ thực là ngày 17 tháng 5 20 mấy giờ mấy giờ. Số hiệu bản vẽ đang là 101 này.